Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 7, người dân ở các tỉnh Ubon Ratchathani và Sakon Nakhon thuộc Đông Bắc Thái Lan đã cảm nhận được rung chấn từ các trận động đất xảy ra tại huyện Komplong, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Trong suốt ngày này, khu vực Con Plong đã trải qua một chuỗi động đất liên tiếp, với hai trận mạnh nhất xảy ra vào trưa, trận đầu tiên đạt 5 độ và trận thứ hai đạt 4,1 độ. Tính từ trưa đến 19h08 cùng ngày, khu vực này đã hứng chịu tổng cộng 11 trận động đất. Tâm của hai trận động đất chính ở Con Tum, nằm cách tỉnh Ubon Ratchathani khoảng 361 km về phía đông nam. Theo thông tin từ đài Thái PBS và Cơ quan Giám sát Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan, động đất xảy ra do sự chuyển động của đất gãy tam kỳ phước sơn rung chấn từ các trận động đất đã được cảm nhận rõ rệt ở huyện Warin Chamrap của Ubon Ratchathani và huyện Mueang của Sakon Nakhon. Người dân ở các tòa nhà cao tầng và văn phòng cho biết họ cảm nhận được bàn ghế rung lắc và các bức tường uốn nhẹ. ở Warin Chamrap, tòa nhà được báo cáo rung chuyển trong khi tại Sakon Nakhon, người dân cảm thấy chóng mặt và cơ thể lắc lư. Dù vậy các nhà chức trách Thái Lan cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Động đất ở Con Tum cũng đã gây rung chấn tại tỉnh Ratanakiri của Campuchia vào sáng 28 tháng 7. Theo báo Phnom Penh Post, đây là trận động đất đầu tiên được ghi nhận ở Ratanakiri kể từ vụ phun trào núi lửa tạo thành phố Yak Lao cách đây 700.000 năm. Người dân ở xã La Pazet của thành phố Ban Lung và xã Pak Nhai của huyện Oyadap cảm nhận rõ rệt rung chấn. Ông Thi, một cư dân đã sống ở Ratanakiri từ năm 1986, xác nhận đây là trận động đất đầu tiên mà ông từng trải qua. Tại Phnom Penh, cách tâm chấn 508 km về phía tây nam, người dân cảm nhận được rung chấn nhưng rất yếu. Các cơ quan chức năng và nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi tình hình và điều tra ảnh hưởng của các trận động đất đối với khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Theo đó, ngày 27 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tiếp nhận thông tin của Công an huyện Thuận Châu về việc phối hợp tìm kiếm nạn nhân LVC, sinh năm 1964, trú tại Bản Lầm, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ, một xuồng cứu nạn cứu hộ, hai xe ô tô và các phương tiện cứu nạn cứu hộ xuống hiện trường tại khu vực dọc suối Nậm La thuộc địa phận xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn và xã Hua La, thành phố Sơn La, tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng cùng ngày, đã phát hiện thi thể nạn nhân tại Hồ Bản Mong thuộc địa phận Bản Lun, xã Hua La, thành phố Sơn La lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trục vớt thi thể của nạn nhân đưa lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục. Liên quan đến lũ lụt, mới đây Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, đến 9 giờ 0 phút ngày 27 tháng 7, Công an huyện Mường Trà phối hợp chính quyền các xã Hủy Mỹ, Na Sang thuộc huyện Mường Trà đã phát hiện trục vớt được một thi thể là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất vào đêm 24, dạng sáng 25 tháng 7, tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân được xác định là chị Giàng Thị Diê, người dân trú tại Hủy Ké, Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Địa điểm trục vớt được tại khu vực Lòng Hồ Long Tạo, thuộc bản Pá Ít, địa bàn xã Hủy Mí, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức mai táng. Như vậy, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã khiến 3 người tử vong, 4 người bị mất tích. Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục khẩn trương nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn theo đúng tinh thần của ban giám đốc công an tỉnh Điện Biên, chưa tìm được người thì chưa về và huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Ngày 28 tháng 7, tình trạng ngập lụt tại một số huyện ngoại thành Hà Nội vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng nước lũ không giảm mà còn ngập sâu gây khó khăn trong sinh hoạt và di chuyển của người dân. Tại xã Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, nhiều con ngõ chính như thôn Nhân Lý, Nam Hải và Hạnh Bô đang bị ngập sâu khoảng 0,5 mét. Nước đã tràn vào nhiều ngôi nhà, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Anh Trường, một cư dân ở xã Nam Phương Tiến, chia sẻ, nước tràn vào nhà từ vài ngày trước và đến giờ chưa rút. Chúng tôi phải cho mấy đứa nhỏ đi ở nhờ vì không có chỗ ngủ. Các hộ dân tại đây phải sử dụng thuyền để di chuyển và vận chuyển lương thực, trong khi nhiều người khác phải chờ đợi trên bờ để được chuyển vào làng bằng thuyền. Tình trạng ngập lụt tại thôn Nam Hải cũng đặc biệt nghiêm trọng. Tại đây, nước dâng lên cao làm nhiều nhà dân chìm trong biển nước. Chị Oanh, một cư dân tại thôn cho biết, dù đợt lụt năm nay không cao như năm 2018, nhưng thời gian nước rút lại lâu hơn, gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày. Không chỉ ở huyện Trương Mỹ, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Tại đây, hàng trăm hộ gia đình phải sống trong cảnh ngập lụt như một ốc đảo. Các xóm như Bến Vôi và Thôn Cấn Hạ đang chìm trong biển nước, với mực nước dâng cao hơn mặt đường từ 50 đến 60 cm. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2018, người dân địa phương phải đối mặt với mức nước cao như thế này bà bùi thị kỳ một cư dân tại thôn cấn hạ cho biết nước lên rất nhanh và gây ra nhiều thiệt hại chúng tôi phải hô hào hàng xóm di chuyển tài sản công việc kinh doanh của gia đình cũng phải tạm dừng Ngập lụt cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Liễu, một người dân tại xóm 4 thôn Cấn Hạ cho hay, gia đình bà đã mất toàn bộ diện tích lúa đang cấy và thiệt hại tới 40 con gà. Cuộc sống của người dân đang trở nên vô cùng khó khăn với việc thiếu điện và nước sạch. Hệ thống giao thông tại các khu vực bị ngập lụt cũng gặp nhiều khó khăn, các phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền và xe máy kéo. Trước tình hình hiện tại, chính quyền và các cơ quan chức năng đang nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng nhiều ngày gần đây tỉnh hòa bình đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do trận mưa lớn kéo dài đặc biệt huyện lương sơn và thành phố hòa bình là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu gây ra sự chia cắt giao thông nghiêm trọng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân Tại huyện Lương Sơn, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường liên xóm và xã bị ngập sâu. Tuyến đường từ xã Nhuận Trạch đi xã Thủy Xuân Tiên, nối với đường Hồ Chí Minh và các khu dân cư ven đường hiện đang chìm trong nước lũ. Tuyến đường Phan Đình Giót từ xã Nhuận Trạch ra quốc lộ 6, đoạn khu công nghiệp Lương Sơn cũng bị ngập sâu, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Hàng loạt hộ dân ở khu vực này bị cô lập, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, hoa màu của người dân chìm trong biển nước gây thiệt hại lớn. Mới đây, Công an huyện Lương Sơn cũng thông báo tin đau lòng khi phát hiện một thi thể bị nước cuốn trôi vào sáng ngày 27 tháng 7. Nạn nhân là nam giới, khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc áo phông màu xanh nhạt và quần bò, cao khoảng 1m70. Thi thể được tìm thấy tại khu vực cầu Bãi Sỏi, xã Nhuận Trạch. Thời gian tử vong được ước đoán khoảng 4 đến 5 ngày trước đó. Đến sáng ngày 28 tháng 7, trưởng công an xã Nhuận Trạch xác nhận nạn nhân là người dân ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 2 km. Gia đình nạn nhân đã có mặt để làm thủ tục nhận thi thể. Tại thành phố Hòa Bình, cơn mưa lớn đêm ngày 27 tháng 7 đã gây ngập lụt ở nhiều điểm, đặc biệt là các phường Đồng Tiến, Dân Chủ, Thống Nhất và Phương Lâm nước đã tràn vào nhiều hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mưa lớn cũng làm đổ một số cây lớn trên tuyến đường Cù Chính Lan, tạo thêm khó khăn cho việc di chuyển. Ông Đỗ Việt Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình cho biết, hiện chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục sự cố và tiến hành thống kê thiệt hại các lực lượng cứu hộ và cứu nạn đang nỗ lực hết sức để giúp người dân khôi phục lại cuộc sống bình thường và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra